Lần đầu tập bơi, có ai không giặc nước? Rong buồm ra biển lớn, con thuyền nào chẳng trong tranh. Trận thua không, hai chiếc Bồ Đào Nha là thất bại thứ hai liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung bị loại sớm một vòng. Nhưng, đó là thất bại chẳng khiến ai ngạc nhiên. Ngược lại, đội tuyển thắng hay có điểm thôi mới là bất ngờ. Cách đây 6 năm cũng trong mùa hè, một đội tuyển Việt Nam khác là lứa U20 của ông Hoàng Anh Tuấn cũng thua, lấm lưng trắng bụng trong lần đầu giữ World Cup. Nhưng chỉ vài tháng sau, nòng cốt của đội hình ấy mở ra thời kỳ đẹp nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Nhiều năm sau này, giới chuyên môn đều đồng tình khẳng định chính những trải nghiệm ở giải U20 thế giới đã giúp đứa cầu thủ ấy thực sự vươn tầm. Những tiến bộ kiểu vậy là điều không thể định lượng vào lúc này, không mang tới chiến thắng ngay lập tức, không làm thỏa mãn một đền bóng đá có tiếng là chỉ yêu chiến thắng. Nhưng nó chắc chắn sẽ mở ra con đường lâu dài. Nói thế để thấy, hai thất bại vừa qua của tuyển nữ Việt Nam chẳng có gì phải buồn. Hãy hỏi ngược lại, tuyển nữ Việt Nam đã có được những gì? Đấy chắc chắn là các bài học chuyên môn vô giá, là cơ hội được gặp đội tuyển số 1 và số 2 thế giới, là thứ trải nghiệm mà FIFA miêu tả, không nhiều thủ môn cản được quả phạt đền của huyền thoại Alex Morgan, cùng vô vàn điều tương tự. Thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới trước World Cup cho thấy sự quan tâm tới bóng đá nữ vẫn còn kém rất xa bóng đá nam. Đời sống khó khăn của cầu thủ, thu nhập vừa phải của họ, sự lạnh nhạt từ truyền thông và các nhà tài trợ, đó là những điều mà vô số chiến thắng qua các kỳ SEA Games, những lần đăng quang Đông Nam Á và hàng loạt trải nghiệm đã không thể làm thay đổi. Nhưng dù thế nào, đó chính là điểm xuất phát cho sự tiến bộ và công hiến hơn nữa trong tương lai không chỉ của đội tuyển mà còn của cả bóng đá nữ việt nam